Ăn khoai lang tím Úc giá đắt gấp 20 lần. Thay vì chọn các loại khoai của Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều người phát cuồng với loại khoai lang tím được quảng cáo xuất xứ từ Úc. Khoai này có vỏ ngoài màu trắng, bên trong ruột lại màu tím. Khi nướng chín, hấp hoặc luộc, màu tím bên trong củ khoai càng đậm hơn. Trên chợ mạng, khoai lang tím Úc được quảng cáo có công dụng thần kỳ, ngoài các loại vitamin, khoai tím còn được giới thiệu có một số hợp chất có thể giúp tiêu diệt và ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư. Đối với những người chưa bị hoặc mới bị ung thư giai đoạn 1 và 2 thì khoai lang tím là thực phẩm nên ăn hàng ngày. Ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp, không sợ tăng cân, tốt cho phụ nữ có thai, với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Khoai lang tím Úc gây sốt trên thị trường, giá bán khoai này từ 300 đến 370 000 đồng 1 kg, gấp khoảng 15 đến 20 lần giá khoai lang Việt Nam. Đáng chú ý, dù có giá đắt đỏ, cũng không phải là loại nông sản mới lạ trên thị trường. Song nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để mua loại khoai này về ăn. Anh Phạm Công Hậu, một đầu mối bán trái cây nhập khẩu tại Hai Bà Trưng cho biết, khoai lang Úc hiện là một trong những mặt hàng cực kỳ hút khách tại cửa hàng. Thế nhưng, mỗi tuần anh cũng chỉ nhận tổng đơn khách đặt khoảng 3,5 tạ. Khoai này về theo đường hàng không, mỗi lần ngày về khoảng 50 kg. Thế nên nhận đặt nhiều quá cũng không có hàng để trả đơn cho khách. Nhà nghiên cứu từ Đại học bang Kansas Sojang Lim cho biết, khoai tím chứa nhiều hợp chất anthocyanin. Hợp chất này tạo ra màu đỏ, xanh hoặc tím trong các loại thực phẩm khác nhau. Cũng có thể tìm thấy trong quả việt quất nho đỏ và bắp cải tím, nhưng khoai lang tím có hàm lượng chất này cao hơn hẳn. Các nhà khoa học Mỹ đã kết hợp chiết xuất từ khoai lang tím nướng chín lên tế bào ung thư và thấy rằng các tế bào ung thư bị ức chế phát triển khi vi khuẩn ăn tinh bột có trong khoai lang tím, chúng có thể tự chuyển đổi thành một loại axit béo có lợi, giúp điều tiết chức năng miễn dịch của đường ruột, giúp ức chế chứng viêm mãn tính và khiến các tế bào ung thư tự hủy diệt. Ngoài ra, khoai lang tím rất giàu protein và các axit amin tốt cho tiêu hóa, các vitamin A, B, c cùng nhiều chất tự nhiên khác loại thực phẩm này giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi và tốt cho máu thúc đẩy quá trình thải độc cải thiện hệ tiêu hóa phòng ngừa các bệnh dạ dày và ruột năng lượng trong khoai lang tím rất ít không chứa chất béo và cholesterol tạo cảm giác nhanh no từ đó giảm lượng thức ăn hấp thụ trong bữa ăn và có ích cho người muốn giảm cân ở việt nam khoai lang là loại nông sản được trồng và buôn bán phổ biến trước kia đây là loại lương thực cứu đói trong những tháng giáp hạt khi ấy khoai thường được luộc hoặc nướng ăn thay cơm ngày nay khoai lang trở thành cây trồng hàng hóa với khá nhiều loại giống khác nhau như khoai lang lòng vàng khoai nghệ khoai lang tím khoai lòng trắng khoai mật ngoài tiêu thụ tại thị trường nội địa được dân mua về chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn loại nông sản này còn trở thành hàng hóa xuất khẩu sang trung quốc nhật bản